Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp một cựu tù nhân bị tù oan gần 20 năm. Sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và chào ông Tomás Comenda, 41 tuổi, một cựu tù nhân bị tù oan gần 20 năm trời. Năm 2000, Tomás bị kết án đã hãm hiếp và giết chết một thiếu nữ 15 tuổi. Hai chuyên viên của Đại học Brooklaw đã nói rằng trên cổ của nạn nhân có các dấu răng của Tomás. Nhưng đó không phải là sự thật. Tomás đã phải đợi đến gần 20 năm sau để minh chứng cho sự vô tội của mình và được ra khỏi nhà tù. Trong nhà tù, Tomás chịu nhiều sỉ nhục từ các bạn tù vì tội ác mà họ nghĩ anh đã phạm đối với một trẻ vị thành niên. Tomás và gia đình dự định đến cầu nguyện trước mộ Đức Giáo hoàng Gioan Paulo II, nhưng một vị linh mục bạn biết ông đang ở Roma nên đã đưa ông đến dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, và sau đó ông được gặp Ngài và Ngài đã chào thăm ông. Đức Thánh Cha Francisco thật sự xúc động trước câu chuyện của Tomás. Ngài đã tặng ông và gia đình các chuỗi mân côi và chụp hình chung với họ.